thể đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, theo quan niệm tâm linh của dân tộc ta, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm là ngày táo quân cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc lớn nhỏ, tốt xấu của gia đình suốt một năm qua với Ngọc Hoàng. Vậy nên vào ngày này, các gia chủ thường làm lễ cúng ông công, ông táo với mong muốn tiễn thần đi hanh thông may mắn, tấu sự trôi chảy. Từ đó xin cho gia chủ, gia đình mình một năm mới an khang, thịnh vượng, xua tan những điều xui xẻo có thể xảy tới. Tục thờ táo quân đã lưu truyền cả ngàn năm nay, tuy nhiên vì xã hội phát triển ngày một hiện đại hơn, nhiều người có công việc xa nhà, luôn gấp gáp và bận rộn nên không thể làm lễ cúng ông công ông táo. Vậy việc không cúng ông công ông táo liệu có ảnh hưởng gì đến gia chủ hay không? Có khiến tiêu tán vận may tài lộc trong năm mới? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu video ngay trong hôm nay. Không cúng ông công ông táo có sao không? Có bị mất hết tài lộc may mắn trong năm mới không? Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự tích ông công ông táo. Thần táo quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của lão giáo Trung Quốc, nhưng được Việt hóa thành sự tích hai ông một bà, vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp núc. Tuy vậy, người dân vẫn quen gọi chung là táo quân hoặc ông táo. Tích của người Việt kể rằng, thị nhi có chồng là Trọng Cao, tuy ăn ở mặn nồng, tha thiết với nhau, nhưng mãi vẫn không có con. Vì vậy dần già, Trọng Cao hay kiếm chuyện xô xát, dằn vặt vợ. Một hôm chỉ vì chuyện nhỏ, Cao gây thành chuyện lớn, đánh thị nhi và đuổi đi. Nhi bỏ nhà lang thang đến một xứ khác và sau đó gặp Phạm Lang. Phải lòng nhau, hai người kết thành vợ chồng. Thần Trọng Cao sau khi nguôi giận thì quá ân hận, nhưng vợ đã bỏ đi xa rồi, day dứt và nhớ quay quắt. Cao lên đường tìm kiếm vợ, ngày này qua tháng nọ, tìm mãi hết gạo, hết tiền, Cao phải làm kẻ ăn xin dọc đường. Cuối cùng may cho Cao, tình cờ tìm ăn xin đúng nhà của Nhi. Nhằm lúc Phạm Lang đi vắng, Nhi sớm nhận ra người hành khất đúng là người chồng cũ, nàng mời vào nhà nấu cơm mời Cao. Đúng lúc đó Phạm Lang trở về, Nhi sợ chồng nghi oan nên giấu Cao dưới đống dạ sau vườn. Chẳng may đêm ấy Phạm Lang nổi lửa đốt đống dạ để lấy cho bón ruộng. Thấy lửa cháy, Nhi lao vào cứu Cao ra. Thấy Nhi nhảy vào đống lửa, Phạm Lang thương vợ cũng nhảy theo. Cả ba đều chết trong đám lửa. Thượng đế thương tình, thấy ba người sống có nghĩa vì tình, nên phong cho làm vua bếp, hay còn gọi là Định Phúc Táo Quân, và giao cho người chồng mới là thổ công trông coi việc trong bếp, người chồng cũ là thổ địa trông coi việc trong nhà, còn người vợ là thổ kỳ trông coi việc chợ búa. Không những định đoạt may rủi phúc họa của gia chủ, các vị táo còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ và thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Hàng năm đúng vào ngày 23 tháng Chạp, người Việt quan niệm ba vị thần táo hay vua bếp định đoạt các hung phước đức cho gia đình. Phước đức này do việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà mới mong muốn thần bếp sẽ phù hộ cho gia đình mình được nhiều may mắn. Nên hàng năm Tết đến vào ngày này, người ta thường làm lễ tiễn đưa táo quân về chầu trời một cách long trọng. Tiễn táo quân lên chầu trời, báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho con người. Vậy chúng ta nên hay không nên thờ cúng ông công ông táo? Về vấn đề này có hai luồng ý kiến, một bên cho rằng nên thờ cúng táo quân bởi đây là tín ngưỡng lâu đời của người dân Việt Nam, cần giữ gìn và phát huy. Mặt khác, nhiều gia chủ cho rằng không nên quá công nệ việc có thờ cúng táo quân hay không, chủ yếu là tu tâm tích đức, có lòng lương thiện thì vẫn sẽ được thần Phật che chở phù hộ. Chúng tôi sẽ cùng với quý vị phân tích về cả hai luồng ý kiến này. Thứ nhất là về quan điểm, cho rằng nên thờ cúng táo quân. Thờ cúng táo quân được xem là tập tục tín ngưỡng dân gian đáng quý và có nguồn gốc từ xa xưa, khi mà người dân còn tin rằng mỗi lĩnh vực trong đời sống đều có thần linh cai quản, khi đó coi việc thờ phụng, cúng bái để được thần linh phù hộ. Nhưng đây là tín ngưỡng dân gian không dựa trên cơ sở khoa học nào cả. Tùy vào lựa chọn của mỗi người có thể tiếp tục duy trì hoặc không làm theo tập tục. Việc thờ cúng thần linh đã hằn sâu vào tâm thức của mỗi người dân là điều bất biến, không thể nghi ngờ. Do đó, đa phần người dân vẫn duy trì những phong tục, tập quán thờ thần này. Trong cuộc sống, mỗi người có quyền theo đuổi tín ngưỡng nào mình thấy phù hợp. Tuy nhiên, đừng để cuồng tín quá mức, đừng thần thánh hóa những điều không có thực. Bạn làm lễ cúng ông táo nếu thật sự tâm thành kính và điều đó sẽ mang lại may mắn, an lành cho bản thân và gia đình. Nếu bản thân nửa tin nửa ngờ, làm vì mọi người đều là làm nhưng trong lòng không hề tin tưởng, thì bạn nên xem xét lại, thần linh có mắt. Thế nên chẳng có chuyện những vị thần với đức cao vọng trọng lại chấp nhặt về chuyện nếu con cháu cúng đúng thì phù hộ, còn cúng sai hay không cúng thì trừng phạt. Không nên tin vào tín ngưỡng quá mà vẫn phải có lý trí, bỏ đi suy nghĩ buôn thần bán thánh. Thứ hai là về ý kiến không thờ cúng táo quân.
Có nhiều người với tư tưởng khác là họ không cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp, nhưng vẫn giữ được cái hồn của tập tục qua việc giữ cho bếp núc gọn gàng, cả gia đình quây quần bên nhau trong những bữa cơm hạnh phúc. Họ thường làm việc thiện với cái tâm trong sáng, cho đi những gì mình có thể, tránh làm điều xấu, điều ác. Như vậy dù không thờ cúng nhưng cũng không có thần linh nào trừng phạt. Cuộc sống của những người này vẫn êm ả, yên bình, đôi khi còn suôn sẻ, thuận lợi nữa. Những điều chúng ta có được đều do phước đức, do nỗ lực của chính bản thân mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, hãy làm những gì bản thân mình thấy không cần thiết thì đừng gượng ép. Việc cúng hay không cúng ông công ông táo đều không có vấn đề gì. Nếu như tâm mình muốn làm lễ cúng thì làm theo truyền thống, hãy tiếp nối những gì người xưa để lại. Còn muốn từ bỏ tập tục xưa để cuộc sống thoải mái hơn, đừng lo nghĩ quá nhiều mà hãy thử một lần tùy theo tư tưởng và suy nghĩ của mỗi người về việc có thờ cúng ông công ông táo mà có cách lựa chọn khác nhau. Khi đã chọn thờ cúng thì cần có sự thành tâm nhất. Tâm thành kính chính là điều quan trọng và được thần linh chứng giám, còn mang ý nghĩa lớn lao hơn cả mâm cao cỗ đầy. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình, chúng tôi đã phân tích và giải đáp về thắc mắc của nhiều gia chủ là không cúng ông công ông táo thì có bị hao tài tán lộc hoặc là bị thần linh của phạt hay không. Xét theo góc độ tâm linh thì có thể khẳng định việc thờ cúng này hoàn toàn xuất phát từ cái tâm tự nguyện, tùy thuộc vào điều kiện và lòng thành của gia chủ. Nhưng một khi đã quyết định thờ cúng thì nhất định phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây để thể hiện sự tôn trọng với thần linh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Chuẩn bị lễ vật cúng ông công ông táo. Dưới đây là cách chuẩn bị nghi lễ một cách đầy đủ nhất. Lễ vật gồm có một chiếc lọng màu đỏ có viền vàng để che nắng che mưa, một chiếc bàn đủ lớn để đặt mâm lễ, mặt bàn được trải tấm vải đỏ sang trọng, ngay ngắn, một miếng vải đỏ dài trải dưới đất như miếng thảm đỏ để đưa tiễn thần táo quân. Một mâm lễ gồm gà trống trắng, xôi đỏ, ba chén rượu ba màu đỏ, ba chén rượu ba màu đỏ, trắng, vàng, ba chén trà ba loại mùi vị khác nhau. Màu đỏ mang lại vận khí tốt, màu trắng mang lại tài lộc, màu vàng mang lại sự bình an. Ngoài ra, mâm lễ mặn có thể thêm các món sơn hào hải vị khác tùy theo điều kiện của từng gia đình. Một mâm hoa quả, ngũ quả đầy đặn đẹp mắt, trên mâm quả có cài 9 bông hoa đồng tiền màu đỏ, ba bộ quần áo, mũ, giày cho ba vị thần, gồm các màu đỏ cho thần thổ công, táo quân, màu vàng cho thần thổ địa, màu trắng cho thần thổ kỳ, vàng thuyền, vàng thỏi, vàng lá cho ba vị, mỗi vị 99 thuyền, 99 thỏi và 99 lá. Lưu ý không đốt tiền âm phù vì họ là thần tiên, họ không phải là vong hồn, nên nếu đốt tiền âm phù họ sẽ không nhận. Cá chép 3 con, nếu mua được 3 con, 3 màu đỏ, vàng, trắng là tốt nhất. 9 cây nến đỏ, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nghi lễ cần thiết thì người lớn cần trong nhà tắm rửa sạch sẽ, xúc miệng bằng rượu trước khi làm thủ tục, thắp 9 nén nhang quỳ xuống lễ 9 lễ. 2. Nên cúng cá chép giấy hay cá chép thật? Theo tục lệ, cứ đến 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình người Việt lại tất bật sửa soạn cúng táo quân, còn gọi là cúng ông công ông táo. Nhưng vì sao mâm cỗ cúng lại có cá chép? Giải thích điều này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho biết, theo tâm thức dân gian, khi các táo về trời cần phải có phương tiện để đi lại, trong dân gian vẫn lưu truyền câu nói cá chép vượt vũ môn hay cá chép hóa rồng, nghĩa là chỉ có cá chép mới bay được lên trời. Ngoài ra trong tâm thức của người Việt, cá vượt vũ môn còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí, chinh phục tri thức để đi tới thành công. Vì lý do này nên trong mâm cỗ cúng ông công ông táo của người Việt nhất định phải có cá chép. Theo giáo sư Nguyễn Chí Bền, trước đây và cả bây giờ ở các vùng quê, người dân vẫn dùng cá chép giấy, tức là đồ mã, cùng với mũ áo và mâm cỗ mặn để cúng ông công ông táo sau một tuần hương. Người dân sẽ đem cá chép giấy và mũ áo đi hóa. Dân gian quan niệm sau khi hóa ông công ông táo sẽ cưỡi cá chép bay lên trời, báo cáo với Ngọc Hoàng về tình hình trong năm qua và xin cho gia chủ có một năm mới bình an no ấm. Đồng quan điểm, giáo sư Ngô Đức Thịnh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam cho rằng, nếu gia đình nào có điều kiện thì có thể dùng cá chép thật, sau đó thực hiện tục lệ thả phóng sinh, còn không thì có thể dùng cá chép giấy. Ngoài ra, nếu dùng cá chép giấy thật sẽ mang ý nghĩa tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, vì hiện nay có những làng nghề nuôi cá chép phục vụ cho ngày lễ ông công ông táo. Khi sắm đồ lễ, gia đình thường sắm 3 bộ mũ áo cho các táo. Tương tự, khi sắm cá chép giấy thì cũng nên có 3 con cá chép giấy. Nếu dùng cá chép thật thì cũng chỉ nên mua 3 con. 3. Văn khấn chuẩn bị khi cúng ông công ông táo. Trích từ cuốn Văn khấn cổ truyền Việt Nam của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân, Tín Chủ, chúng con là ba chấm, ngụ tại ba chấm. Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, Tín Chủ chúng con thành tâm, sắp sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ kính dâng tôn thần, thắp nén tâm hương, Tín Chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông Chủ Tư Lệnh Táo Phủ Thần Quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật. Cúi xin tôn thần ra ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua, gia chủ chúng con sai phạm. Xin tôn thần ban phước lộc phù hộ toàn gia chúng con, trai gái già trẻ, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong tôn thần phù hộ độ trì. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Sau khi hết một hoặc hai tuần hương, gia chủ khấn vái thành tâm tà lễ hóa vàng, và nếu cúng cá thật thì mang cá chết đi phóng sinh. 4. Những sai lầm cần tránh khi cúng ông công ông táo. Thời gian cúng ông công ông táo không nên cúng lễ ông công ông táo sau 12 giờ trưa ngày 23, bắt đầu từ ngày 21 tháng Chạp đến trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Các gia đình có thể lựa chọn thời gian phù hợp để cúng ông công ông táo. Khi cúng ông công ông táo chỉ cần thấy hương cháy hết đến 2/3 là các gia đình có thể mang vàng mã ra hóa và mang cá đi phóng sinh tiễn ông táo về trời. Lễ cúng ông táo cần phải được tiến hành trước khi ông táo bay về trời báo cáo với Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì vậy, tùy theo điều kiện thời gian, công việc của từng nhà có thể cúng ông táo vào trưa tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng ngày 23 tháng Chạp, không cúng lễ ông công ông táo sau 12 giờ trưa ngày 23, bởi vì sau 12 giờ trưa là thời điểm các ông công ông táo đã về trời. Đặt mâm lễ cúng dưới bếp. Nhiều người quan niệm ông công là thần thổ công, vị thần cai quản đất đai trong nhà, cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà, còn ông táo là hai ba vị đầu sau trông coi việc bếp núc nên sẽ cúng ở dưới bếp. Tuy nhiên, theo chuyên gia nghiên cứu tâm linh, việc cúng lễ như vậy là không đúng với phong tục, quy tắc truyền thống lâu đời của dân tộc. Theo truyền thống, tất cả các vị này đều cần được thờ phụng trên bàn thờ chính của gia đình. Hơn nữa, bếp là nơi đun nấu, không phải nơi để cúng lễ. Mâm cỗ cúng 23 tháng Chạp cần được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà, không khấn cầu xin tài lộc sung túc. Thực chất, lễ cúng 23 tháng Chạp mang ý nghĩa tiễn ông công ông táo về trời để báo cáo việc lớn, việc nhỏ trong năm của gia chủ với thiên đình. Vì thế, việc cầu xin tài lộc sung túc là không nên. Các gia đình chỉ nên khấn xin táo báo cáo những việc tốt đẹp trong năm và mong cho năm mới được bình an, suôn sẻ, không được ném cá từ trên cao. Trong ngày 23, cá chép tượng trưng cho thần linh, chính vì vậy các gia đình nên thả cá từ từ xuống nước để cá có thể sống được, tuyệt đối không được đứng từ trên cao như cầu ném cá chép xuống sông hoặc buộc cả túi bóng ném xuống nước. Rất có thể cá sẽ chết, làm như vậy không những là mất đi ý nghĩa tâm linh mà còn gây ô nhiễm của môi trường. Vâng, thưa quý vị, năm hết Tết đến cũng là dịp mà các gia chủ vô cùng bận rộn, vừa phải nhanh chóng thu xếp công việc để bước vào kỳ nghỉ dài, lại vừa phải dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cho việc thờ cúng theo quan niệm tâm linh. Hy vọng là những nguyên tắc thờ cúng táo quân mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho các gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.